Kiều Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chuối là một trong những loại hoa quả quen thuộc được con người sử dụng hàng ngày. Bên cạnh những hàm lượng dinh dưỡng cao có công dụng tốt cho con người, thì chuối còn là một trong những loại quả phổ biến và có giá thành rất rẻ. Vậy những công dụng thần kỳ của chuối mà chúng tôi nhắc đến là gì? Thì mời quý vị cùng theo dõi clip dưới đây. Những lý do bạn nên ăn chuối mỗi ngày. 1. Chuối chứa đầy kali. Một quả chuối chứa 422mg kali mà cơ thể cần để hoạt động bình thường. Chất điện giải này giúp cho chức năng thần kinh và việc vận chuyển các chất dinh dưỡng vào các tế bào và đưa các chất thải ra, điều hòa nhịp tim và điều chỉnh natri trong cơ thể. Khi không nhận đủ kali, có thể bị tăng huyết áp và nguy cơ sỏi thận, cơ thể cảm thấy yếu, mệt mỏi và bị chuột rút. 2. Chuối giữ cho thận khỏe mạnh. Trong một nghiên cứu trên 61.000 phụ nữ Thụy Điển, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người ăn 3 phần trái cây và rau quả mỗi ngày, đặc biệt là chuối, có thể giảm đáng kể nguy cơ ung thư biểu mô tế bào thận, loại ung thư thận phổ biến nhất. Nhờ vào nồng độ cao của các hợp chất phenolics có trong chuối, có tác dụng chống oxy hóa. Một nghiên cứu lớn khác với hơn 90.000 phụ nữ cũng cho thấy rằng những người tiêu thụ nhiều kali mỗi ngày có nguy cơ sỏi thận thấp hơn 35%, do kali có thể giúp cơ thể loại bỏ canxi dư thừa, natri chính là tác nhân hình thành sỏi thận phổ biến nhất. 3. Chuối tốt cho tim. Thêm một vai trò của kali, khoáng chất quan trọng này vô cùng tốt cho tim. Nghiên cứu cho thấy rằng ăn nhiều kali hay chuối có tác dụng làm giảm huyết áp và giảm nguy cơ đột quỵ, vì kali giúp loại bỏ lượng natri dư thừa gây căng thẳng cho tim. 4. Chuối tốt cho đường ruột. Chuối cũng chứa probiotic, một loại chất xơ có thể lên men giúp vi khuẩn tốt trong ruột phát triển mạnh. Đó là một lợi ích to lớn cho sức khỏe tổng thể, cải thiện tiêu hóa, trị cảm lạnh và còn hỗ trợ giảm cân. 5. Chuối là nhiên liệu hoàn hảo cho việc tập luyện. Những thực phẩm tốt nhất để ăn trước khi tập thể dục là những loại có chứa đường tự nhiên để lấy năng lượng, nhưng không gây khó chịu cho dạ dày. Chuối đảm bảo đủ hai điều kiện này. Thêm vào đó, nghiên cứu cho thấy rằng chuối có chứa các hợp chất độc đáo có thể tăng cường hiệu suất thể thao và giúp tăng cường phục hồi sau luyện tập. Nghiên cứu cho thấy rằng một số hợp chất và dưỡng chất thực vật trong chuối có thể có hiệu quả trong việc giảm viêm do tập thể dục, gây ra đau nhức cơ bắp sau khi tập luyện sức bền. 6. Chuối giúp giữ nước. Kali giúp điều chỉnh sự cân bằng chất lỏng trong cơ thể, đặc biệt là các chất điện giải mất đi như natri, magie, canxi và cả kali sau khi tập luyện. Hoạt động vừa phải đến cường độ cao có thể gây thiếu hụt kali trong tế bào và vận động viên được khuyến khích ăn thực phẩm giàu kali hay là chuối để chống lại sự mất cân bằng này. 7. Chuối rất giàu vitamin B6. Chuối chứa nhiều vitamin B6, một loại vitamin thiết yếu, rất cần cho sự phát triển trí não khi mang thai và các phản ứng enzyme tham gia vào quá trình trao đổi chất. 8. Chuối kiểm soát sự thèm ăn. Không một thực phẩm nào có thể đánh tan cơn đói khi bỏ bữa, nhưng chuối có thể làm được. Ăn chuối có thể giúp kiềm chế cảm giác thèm ăn. Chuối chứa một loại chất xơ gọi là tinh bột kháng, giúp ăn ít calo hơn và kiểm soát sự thèm ăn. Vâng, với những thông tin mà chúng tôi vừa nêu ra trên đây, thì chắc hẳn rằng quý vị cũng sẽ thêm chuối vào khẩu phần ăn mỗi ngày của mình, cũng như là cung cấp nó cho người thân, bạn bè. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại!